Và đây chính là con Quân Long Suewon được sản xuất bởi Moyu. Thì con này có gì đặc biệt và mức giá của nó là khoảng 150.000 theo như Thế Giới Quýt đề ra. Con này có gì đặc biệt, xin mời các bạn cùng theo dõi. Bây giờ mình sẽ tiến hành đập hộp. Hộp thì này nó sẽ làm khá, nó là con này tên là Quân Long Square One. Mình không hiểu lắm, bởi vì chữ long này là nó thường để cho 3x3 của Moju. Thì thôi, chuyện này tính sau. Bây giờ mình sẽ mở hộp. Cảm ơn bạn Nguyễn Gia Huy đã cho mình mượn Q để thực hiện Q để thực hiện bài mở hộp này. Cái hộp thì nó cũng khá là giống với lại những con Moju khác. Rồi, ở đằng sau nó sẽ in hai màu cho chúng ta. Thì tại sao bản này lại không có stickerless, mình sẽ giải thích cho các bạn sau. Nó có hai màu trắng đen thôi. Bây giờ mình sẽ tiến hành nè. Các bạn nhìn sơ thì các bạn sẽ thấy là cái lỗ kết nó sẽ không hiện ở đây. Nhưng mà mình cảm thấy các góc vẫn khá là ngon. Nghĩa là cái sticker nó bị vuông quá, nhất là ở cái cạnh này nè, nó khá là vuông. Đẹp, có lấy nét chưa không? Cái cạnh này khá là vuông. Rồi còn chỗ này thì mình cảm giác là nó hơi bị to quá, nó to hơn con QG Square One hay là MF8 gì nữa. Mình cảm giác nó khá là to. Còn ở cái chỗ này thì nó mới bo cong vô nè, bo cong một cách mềm mại. Ở đây thì không có, chỉ có ở đây mình cảm thấy là cong nhất thôi, còn lại là nó hơi bị vuông quá. Phần cắt góc thì cũng khá là tốt nè, như là con BG thôi, nó cũng được. Nhưng các bạn đừng kỳ vọng đây là con QG Square One Killer, bởi vì nó chỉ là, mình nghĩ nó là Quân Long thì nó sẽ là thuộc dạng như là cho beginner thôi, mình nghĩ vậy thôi. Đó, cắt góc thì cũng khá là được, mình không hiểu về cách đặt tên cho lắm vì con này cũng khá là ngon. Okay, quay thử nè. Quay thì cũng nhanh đó chứ, nhưng mà hình như là đây là một cái bệnh chung, hay sao. Mình cảm giác là cái mặt màu trắng nó nhanh hơn tí. Nói chung mình thấy cái mặt màu vàng nó hơi bị ì một tí. Nhờ thử speed nào. Là cái này mặt màu trắng bị ì. Vậy là mình linh cảm mình sai mở rồi. Nói chung là nó ì ì sao. Nói chung lâu lâu mình cảm nhận mặt này, lâu lâu mình cảm nhận mặt khác. Cái đó là chắc là do mình rồi. Các bạn mua về thử xem, mình thấy xay thì cũng được. Và mình có một cái nhận xét là về cái co của nó, các bạn để ý thì nó sẽ không có hai cái trục như là thằng VG ở trong này, không có hai cái trục, có thấy không nhỉ? Nó không có hai cái trục như là thằng VG, mà nó chỉ có cái cục lồi to này nè của cái co giữa, nó mắc lại, mấy cái này nó mắc lại với nhau rồi. Chứ mình nghĩ là có cái co kia như là QG thì nó sẽ giúp chống bóp tốt hơn, tại vì nó sẽ giữ góc và cạnh này nữa. À rồi, mình nói tới cái lý do mà con này không có stickerless nè. Đây là lý do. Tại vì các bạn để ý rằng á, mấy con stickerless thì thường một mảnh của nó chỉ làm được một màu thôi, mà con này có 12 màu rồi. Các bạn lưu ý giùm mình á, đây mình có một con stickerless. Cái góc và cái cạnh này được cấu tạo từ hai màu khác nhau. Ngay cả cái gỡ cái góc cho dễ. Các bạn hãy để ý nè. Đây mình gỡ ra luôn. Đây, ủa sao tính gỡ màu xanh rồi màu trắng nhỉ? Đây, mỗi cái cạnh nó thì chỉ có mỗi cái góc, mỗi phần thì nó chỉ có một màu thôi, chứ nó không được hai màu. Đó là lý do tại sao mà Moju Square One không
của Long Super One không có được cái stickerless, bởi vì một mình nó sẽ chịu một cái thanh này chịu hai trách nhiệm là bên cái thanh chặn và bên cái thanh quay này nữa. Đó. Và đó là cái cảm nhận sơ của mình, và nói sơ một tí về cái con này. Rồi, mình thấy đây là một con nếu như mà mức giá của nó vào khoảng 130 thì ngon hơn. Bởi vì con này nó không phải là Wiggy Killer rồi, các bạn nên chọn Wiggy là tốt nhất trong thời điểm hiện tại. Đó, còn bài review tới đây ha. Cảm ơn các bạn đã xem. Thân và Thông.